Xin chào, Bình Phước là một tỉnh thành thuộc vùng Đông Nam Bộ. Đây cũng là tỉnh có diện tích lớn nhất Nam Bộ. Tỉnh lỵ của Bình Phước hiện nay là thành phố Đồng Xoài, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 121 km theo đường quốc lộ 13 và quốc lộ 14 và 102 km theo đường tỉnh lộ 741. Bình Phước là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Nam Bộ có 240 km đường biên giới với Vương quốc Campuchia, trong đó 3 tỉnh biên giới gồm Tê Bê Ông Khơ Mum, Kratie, Mandalkiri. Tỉnh là cửa ngõ đồng thời là cầu nối của vùng với Tây Nguyên và Campuchia. Năm 2020, Bình Phước là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ 43 về số dân, xếp thứ 36 về tổng sản phẩm trên địa bàn GDP, xếp thứ 24 về GDP bình quân đầu người, đứng thứ 5 về tốc độ tăng trưởng GDP. Với 9.796.000 dân, GDP đạt 43.650 tỷ đồng tương ứng với 1.898 tỷ đô la Mỹ, GDP bình quân đầu người đạt 44,56 triệu đồng tương ứng với 1.937 đô la Mỹ, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,51%. Bình Phước là nơi định cư và sinh sống của nhiều dân tộc khác nhau, trong đó dân tộc ít người chiếm 17,9%, đa số là người Khmer và Stiêng, một số ít người Hoa, Nùng, Tày. Vì vậy Bình Phước có nhiều nét văn hóa của người Stiêng. Ngoài ra tỉnh còn có nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc như liên hoan văn hóa các dân tộc thiểu số vào tháng 12 hàng năm, lễ hội cầu mưa của người Stiêng, lễ bỏ mả, lễ hội đánh bạc bầu cua, đánh liên tố xả láng ở điểm 2, lễ mừng lúa mới của người Khmer. Bình Phước là vùng chuyển tiếp từ cao nguyên Nam Trung Bộ xuống đồng bằng Tây Nam Bộ. Nhìn chung địa hình Bình Phước tương đối bằng phẳng ở phía Nam và Tây Nam, phía Bắc và Đông Bắc có địa hình dốc hơn. Bình Phước là một tỉnh trung du miền núi nhưng địa hình khá thấp và không phức tạp khi so với các tỉnh trung du miền núi khác. Tổng diện tích đất lâm nghiệp của tỉnh Bình Phước chiếm 51,3% tổng diện tích đất toàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện có khoảng 91 mỏ, điểm quặng, điểm khoáng với 20 loại khoáng sản có tiềm năng triển vọng khác nhau thuộc 4 nhóm gồm nguyên liệu phân bón, kim loại, phi kim loại, đá quý và bán quý. Trong đó nguyên vật liệu xây dựng, cao lanh, đá vôi là loại khoáng sản có triển vọng và quan trọng nhất của tỉnh. Đại bộ phận dân cư trong tỉnh là không theo tôn giáo nào. Công giáo là tôn giáo có số lượng tín đồ đông đảo nhất, tiếp đến là Phật giáo, Tin lành và Cao đài. Tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2019, toàn tỉnh có 13 tôn giáo khác nhau đạt 323.818 người, nhiều nhất là Công giáo có 169.226 người. Tiếp theo là Phật giáo đạt 86.996 người, Đạo Tin lành có 84.687 người, Đạo Cao đài có 33.092 người, Hồi giáo chiếm 481 người, Phật giáo Hòa Hảo đạt 345 người. Còn lại các tôn giáo khác như Baha'i giáo có 25 người, Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa có 15 người, Minh Lý Đạo có 10 người, Bà La Môn có 9 người, Minh Sư Đạo và Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam mỗi đạo 5 người và 2 người theo Bửu Sơn Kỳ Hương. Nằm trong khu vực chuyển tiếp từ vùng Nam Trung Bộ sang vùng Hạ Tây Nam Bộ, do đó cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái của Bình Phước tương đối đa dạng với những khu vực có cảnh quan thiên nhiên đẹp, hệ sinh thái còn được bảo tồn nguyên vẹn, tạo thành các khu vực có khả năng phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái. Các điểm tiềm năng du lịch nổi bật gồm có Hồ Suối Lam, khu vực xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, Thác số 4, khu vực Quản Lợi, huyện Hớn Quản, Hồ Sóc Xiêm, khu vực thôn Lợi Hưng, huyện Hớn Quản, Tràng Cỏ Bầu Lạch, khu vực xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, khu vực Bà Giá, Thác Mơ, khu vực thị xã Phước Long, Thác Đa Cơ Mai, khu vực thị xã Phước Long, Thác Đứng, khu vực xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, Thác Voi, khu vực xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, rừng nguyên sinh Tây Cát Tiên, khu vực huyện Bù Đăng và Đồng Phú, Đập Bà Mụ, khu vực huyện Đồng Phú, Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, khu vực xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, Cầu 38, khu vực xã Minh Hưng và Đức Liễu, huyện Bù Đăng, rừng bán ngập lòng hồ thủy điện Cần Đơn nằm trên địa bàn huyện Bù Đốp. Video đến đây là hết. Đăng ký kênh để biết thêm nhiều kiến thức mới mẻ và bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.